lộ diện tập 45 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019. Tập 7 chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 lên sóng tối ngày 15 tháng 11. Sau thử thách trình diễn ở show thời trang và vòng phỏng vấn kính, ban giám khảo đã lựa chọn tập 45 thí sinh đi tiếp. Đây cũng chính là 45 cô gái tiếp tục hành trình chinh phục vương miện cao quý. Ở phần thi phỏng vấn, giám khảo Thanh Hằng đã nhắc lại về bài phỏng vấn mà mình nhận xét Thúy Vân. Để là hoa hậu, Thúy Vân còn thiếu một trái tim. Không kìm được cảm xúc, Thúy Vân đã bật khóc. Em cảm thấy chị Hằng hiểu em rất nhiều nhiều khi những nhận xét ban đầu, nó lạnh lùng, khó tính quá, nhưng khi soi gương, em thấy em sáng hơn, tươi vui hơn. Đến thời điểm hiện tại, nó đã mang lại những điều em cần trong cuộc sống. Giám khảo Thanh Hằng tiếp tục chất vấn. Có những tin đồn người ta nói rằng, em muốn thay đổi ban giám khảo năm nay. Trước tin đồn này, Thúy Vân thẳng thắn chia sẻ. Em chưa bao giờ có suy nghĩ phải đổi ban giám khảo. Giám khảo Thanh Hằng đồng cảm với Thúy Vân. Cuộc sống này có rất nhiều thị phi, đặc biệt là nghệ sĩ, thị phi mình phải sống cùng với nó. Chị đã quá quen với điều đó và em cũng đã quá quen với điều đó. Chúng ta chỉ tin điều trước mắt, chị tin Thúy Vân đứng đây nói những lời chân thành. Những giọt nước mắt khi không thể nào là giả tạo, hy vọng em sẽ tiếp tục tỏa sáng. Phần thi phỏng vấn tiếp tục đặt ra rất nhiều tình huống để giúp thí sinh bộc lộ được cá tính, con người thật của mình. Thí sinh Đào Thị Hà trả lời câu hỏi về sự chuẩn bị tiếng Anh để trở thành hoa hậu. Thí sinh Lê Hoàng Phương giới thiệu về văn hóa Trăm và khi nói đến quê hương mình. Còn thí sinh Vũ Quỳnh Trang thì thẳng thắn chia sẻ Lê Hoàng Phương có khả năng đăng quang. Có rất nhiều thí sinh không giữ được sự bình tĩnh khi đối diện với ban giám khảo. Thí sinh Lê Thu Hòa chia sẻ tình cảm dành cho giám khảo Vũ Thu Phương vì gợi nhớ hình ảnh quá khứ cùng mẹ. Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân từng là nạn nhân của ấu dâm. Thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh phải đấu tranh để được đi học ở Hà Nội và tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài làm việc. Chọn trang phục vest của ba, thí sinh Nguyễn Thị Hương Ly bị góp ý cần lựa chọn trang phục phù hợp hơn. Người ta không có thời gian để lắng nghe em chia sẻ lý do đâu, em chưa đến lúc để làm khác đi, rút kinh nghiệm nhé. Còn thí sinh Trần Thị My thì tỏ ra lúng túng khi nhắc đến câu chuyện lấy đồ xảy ra ở tập 3. Bước vào buổi fashion show The Breakaway, top 60 thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, kỹ năng sân khấu, đúng với tinh thần, tiêu chí mà bộ sưu tập yêu cầu. Tại đây, các thí sinh được gặp lại ban giám khảo để nghe công bố kết quả. Tổng hợp kết quả điểm từ phần phỏng vấn với ban giám khảo và trình diễn fashion show, 38 thí sinh được an tòa. Những thí sinh còn lại sẽ tham gia vào thử thách 1 phút cùng ban giám khảo để giành lấy cơ hội cuối cùng bước vào vòng trong. Trong danh sách này, có những gương mặt tìm được đánh giá cao từ đầu như Nguyễn Đặng Tường Linh, Lê Thị Mỹ Trinh, Đặng Trương Thủy Tiên. Thí sinh Nguyễn Đặng Tường Linh không tham gia phần thi phỏng vấn vì lý do cá nhân. Chính điều này gián tiếp đẩy cô rơi vào vòng nguy hiểm. Giám khảo Nguyễn Công Chí đặt câu hỏi điều gì sợ nhất khi là người nổi tiếng. Tường Linh tự tin trả lời, em sợ nhất là ảnh hưởng đến gia đình. Em có thể chịu được bất cứ áp lực nào, nhưng em không muốn áp lực đó ảnh hưởng đến người thân của em. Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Vân xúc động khóc nức nở vì em đã không vượt qua được bản thân mình. Em có lỗi với chị gái vì chị đã đặt niềm tin vào em rất nhiều. Còn thí sinh Đỗ Thị Thu Huyền rút ra được bài học về sự tiết chế trong lời nói. Cuối cùng, 7 thí sinh được đi tiếp gồm Trần Thị My, Trần Tâm Thanh, Lê Thị Mỹ Trinh, Hát Lê Gia Ni E Cao, Hoàng Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Thanh Ngân, Nguyễn Đặng Tường Linh. Theo đó, top 45 có nhiều gương mặt nổi trội được ban giám khảo chọn như Thúy Vân, Đào Hà, Khánh Vân, Nguyễn Đài Anna, Hương Ly, Anh Thư, Mỹ Khôi, Lê Thu Trang. Đây cũng là 45 thí sinh tiếp tục hành trình của Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam và tham gia vào các hoạt động chính thức thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2019 tại Bảo Lộc, Đà Lạt, Nha Trang. Minh Anh.